Chào mọi người, nếu như mà bạn mua nhà và cần mượn tiền của ngân hàng thì phần lớn các ngân hàng họ sẽ yêu cầu thẩm định cái giá trị tài sản, còn gọi là appraisal. Điều này nhằm để đảm bảo rằng ngân hàng họ cho bạn mượn tiền nó tương xứng với cái giá trị thực của cái căn nhà. Nhằm tránh cái trường hợp như là năm 2008 khi mà cái giá thị trường nó quá cao, lúc đó người mua có thể mua với bất kỳ cái giá nào mà người bán người ta đưa ra và ngân hàng sẽ cho mượn dựa trên cái giá trị mà họ muốn mua nhưng mà khi kinh tế nó bị vỡ bong bóng đó thì cái giá trị thực nó bị mất đi lúc đó người mua người ta bỏ nhà và ngân hàng phải bán tháo gây thiệt hại rất là nặng cho nền kinh tế của Mỹ và ngân hàng lúc đó để tránh trường hợp đó xảy ra một lần nữa thì ngân hàng họ siết chặt hơn cái vấn đề định giá tài sản hoặc là appraisal bây giờ khi mà bạn đi mua nhà thì ngân hàng người ta sẽ mướn một cái đơn vị thứ ba bên thập định giá người ta xuống người ta định giá cho căn nhà thì cái chi phí này là cái người mua hoặc là người mượn sẽ là người phải chịu trách nhiệm nó rơi vào khoảng là từ 500 cho tới 900 tùy vào cái độ lớn của cái căn nhà và cái độ phức tạp của cái quá trình định giá nha thì khi mà họ xuống họ định giá đó họ cho mình một cái con số và ngân hàng người ta sẽ cho bạn mượn tiền dựa trên cái con số đó ví dụ bạn đồng ý bạn mua căn nhà với cái giá trị là 10 đồng và ngân hàng định giá ra cái giá trị là 12 đồng, có nghĩa là bạn mua lời rồi. Thì lúc đó bạn đau 20% thì ngân hàng sẽ cho bạn mượn là 80% của cái giá trị là 10 đồng và cái giá trị mà bạn đồng ý bạn mua. Tuy nhiên, ngược lại nếu như mà bạn mua 10 đồng mà ngân hàng định giá ra chỉ có 8 đồng thôi thì họ sẽ chỉ cho bạn mượn 80% của cái 8 đồng đó và bạn sẽ phải bỏ ra 2% cái tiền trên lệch giữa cái giá trị bạn muốn mua và cái giá trị mà được định giá. Tuy nhiên, bạn có thể bảo vệ bạn và cái số tiền cọc của bạn trong quá trình mua nhà để tránh cái trường hợp mà bạn bị mất nếu như mà bạn không có khả năng bạn bù ra cái số tiền trên lệch khi mà nó được định giá cái giá nó thấp hơn trong quá trình mà viết hợp đồng. Bạn có thể bỏ vô trong đó là bạn wave capraisal có nghĩa là bạn sẵn sàng bạn mua căn nhà này và bạn bù vào cái giá trị trên lệch nếu như mà được định giá nó thấp hơn bởi vì bạn muốn mua căn nhà này quá hoặc là bạn bỏ vào đó là trong khoảng thời gian là 21 ngày khi mà bạn định giá được nếu như mà căn nhà này nó định giá nó thấp hơn cái giá trị mà bạn muốn mua thì bạn có quyền bạn rút ra hoặc là bạn thương lượng lại để mình giữ cái tiền cọc của mình nha. Thì người Realtor của bạn có thể giúp cho bạn cái vấn đề này. Một điểm lưu ý khi mà bạn mua nhà mới, ví dụ như là khu đó nhà chỉ có 800 thôi, bạn vô căn nhà của mình bạn thất quá, bạn nâng cấp lên từ 800 cho tới 1 triệu, mà bạn không có 200 ngàn để bù vô cái phần trên lệch trong trường hợp định giá nó thấp hơn. Bởi vì khi mà người ta định giá căn nhà mới đó, khu đó 800 thì người ta sẽ chỉ định giá vòng vòng trên dưới 800 thôi. Bạn lên tới 1 triệu thì đó là một cái sự khác biệt quá lớn. Khi mà bạn bỏ ra 200.000, không có nghĩa là lúc người ta định giá, người ta cũng cộng 200.000 nó vô cho bạn. Đó là một điều mà bạn cần lưu ý khi mà bạn mua nhà mới và nâng cấp lên nha. Hy vọng những cái thông tin Francis chia sẻ về vấn đề định giá, appraisal, giúp ích cho mọi người.